Chương 3. Thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch. Mục 1. Thẩm định quy hoạch. Điều 29. Thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch. 1. Thủ tướng Chính phủ thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch tỉnh. Điều 30. Hội đồng thẩm định quy hoạch. 1. Thành phần hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng bao gồm chủ tịch hội đồng và các thành viên của hội đồng. Chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ. Thành viên của hội đồng thẩm định bao gồm đại diện bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và tổ chức cá nhân khác. Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định do chủ tịch hội đồng thẩm định quyết định. 2. Thành phần hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh bao gồm chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch là bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư thành viên của hội đồng thẩm định bao gồm đại diện bộ cơ quan ngang bộ địa phương và tổ chức cá nhân khác cơ quan thường trực hội đồng thẩm định do chủ tịch hội đồng thẩm định quyết định 3. hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch theo nhiệm vụ được giao cơ quan thường trực hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến chuyên gia tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan Trước khi trình hội đồng thẩm định quy hoạch, trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định quy hoạch có thể lựa chọn tư vấn phản biện độc lập. Tư vấn phản biện độc lập phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của chính phủ. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 31. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch. 1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: A. tờ trình B. Báo cáo quy hoạch C. Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch D. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức cộng đồng cá nhân về quy hoạch Bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch D. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược E. Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch 2. Hội đồng thẩm định quy hoạch chỉ tổ chức thẩm định khi nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu cơ quan trình thẩm định quy hoạch cung cấp thêm thông tin giải trình về các nội dung liên quan. Điều 32. Nội dung thẩm định quy hoạch. Nội dung thẩm định quy hoạch tập trung vào các vấn đề sau đây: a. Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt. 2. Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Điều 16 của luật này. 3. Việc tích hợp các nội dung quy hoạch do Bộ, Cơ quan ngân bộ và địa phương liên quan được phân công thực hiện. 4. Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại mục 2 chương 2 của luật này. Điều 33. Báo cáo thẩm định quy hoạch. 1. Báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phải thể hiện rõ ý kiến của hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch quy định tại điều 32 của luật này và kết luận về việc quy hoạch đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để chính phủ trình quốc hội quyết định. 2. Báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải thể hiện rõ ý kiến của hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch quy định tại điều 32 của luật này và kết luận về việc quy hoạch đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 3. Báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến cơ quan lập quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch Báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch. Trường hợp kết luận quy hoạch chưa đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt thì Hội đồng Thẩm định Quy hoạch trả lại hồ sơ cho cơ quan thẩm định, quy hoạch và nêu rõ lý do. Mục 2. Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch Điều 34. Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch 1. Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, Đối với quy hoạch thủ đô, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội. Điều 35. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: 1. Tờ trình, 2. Báo cáo quy hoạch, 3. Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch, 4. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức cộng đồng cá nhân về quy hoạch bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch. 5. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 6. Báo cáo thẩm định quy hoạch, bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan, báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập nếu có. 7. Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định. 8. Hệ thống sơ đồ bản đồ cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Điều 36 Trình tự thủ tục quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 1. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp quốc hội, chính phủ gửi hồ sơ trình quyết định quy hoạch đến cơ quan của quốc hội để thẩm tra. 2. Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu chính phủ và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo về những vấn đề thuộc nội dung quy hoạch. Cơ quan tổ chức cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra. 3. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây: A. Sự phù hợp của nội dung quy hoạch với chủ trương đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại mục 2 chương 2 của luật này. C tính khả thi của quy hoạch và điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực tài chính để thực hiện quy hoạch. 4. Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Điều 37. Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại khoảng 2 điều 22, khoảng 2 điều 23, khoảng 2 điều 24 các khoản 3, 4, 5 và 6 điều 25, khoảng 2 điều 26 và khoảng 2 điều 27 của luật này tương ứng với từng loại quy hoạch. Mục 3. Công bố và cung cấp thông tin quy hoạch. Điều 38. Công bố quy hoạch. 1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 2. Quy hoạch được công bố theo hình thức quy định tại điều 40 của luật này. Điều 39. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch. 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 3. Bộ cơ quan ngang bộ tổ chức công bố quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tỉnh. Điều 40. Hình thức công bố quy hoạch. 1. Quy hoạch phải được đăng tải thường xuyên liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch. 2. Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản một điều này, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức sau đây: a thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng. B. Trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch. C. Tổ chức hội nghị, hội thảo. D. Phát hành ấn phẩm. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoảng 2 điều này. Điều 41. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 1. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được xây dựng vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quy hoạch. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm hồ sơ quy hoạch, các dữ liệu về tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên. 2. Trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được quy định như sau: A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. B. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và được cập nhật thường xuyên để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. C. Bộ cơ quan ngang bộ cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 42. Cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan tổ chức cá nhân. 1. Thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác cho cơ quan tổ chức cá nhân khi có yêu cầu, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia. 4. Bộ cơ quan ngang bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập. 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch tỉnh. Điều 43. Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch. 1. Cung cấp bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân. 2 đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại điều 40 của luật này. 3. Cung cấp các ấn phẩm về quy hoạch. Điều 44. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch. 1. Hồ sơ quy hoạch được lưu trữ bao gồm: a. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch quy định tại điều 31 của luật này. b. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch quy định tại điều 35 của luật này. c báo cáo thẩm tra quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. D. Văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. D. Tài liệu khác nếu có. 2. Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.